Hai, xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng John. Khác với ngày thường thì khi quay những cái video clip như thế này vào buổi sáng thì ánh nắng bên kia ấy, thì tôi sẽ kéo cái rèm lại để cho dễ nhìn hơn. Nhưng hôm nay tôi gọi đứng giữa ánh nắng luôn để cho các bác có thể thấy được rằng là khi cái ánh nắng chang chang nó chiếu vào ấy, thì mọi cái thứ nó đều lộ rõ cả và những cái điểm xấu nhất nó đều được lộ ra, và những cái điểm gọi rằng là tôi cũng không biết là dùng thế nào bởi vì tôi có đâu có đẹp trai đâu, mình nói như vậy thôi. Nhưng ở ánh nắng như thế này này, ở khung cảnh tĩnh lặng thế này thì nó báo hiệu cho một cái cơn bão rất là lớn, cơn bão gọi cả là cơn bão số 9, Bolaver đấy, thì đang tiến vào các tỉnh của chúng ta. Và phải nói rằng là chúng ta đang chờ đợi từng giây từng phút một và hy vọng rằng là tất cả những cái hậu quả xảy ra nó sẽ giảm thiểu đến mức độ thiệt hại. Nhưng ở đây ấy, thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm một chút mà tôi gọi là cái cơn bão chính trường. Tại sao mình lại phải nói như thế? Bởi vì nếu mà các bác nào nếu mà các bác nào mà nghe được cái lời của ông Lê Minh Chí ngày hôm qua khi trả lời của Quốc hội thì câu chuyện nó như thế này. Ông Lê Minh Chí thì ông ấy trả lời rất là rõ ràng, rất rành rọt và rất là cụ thể. Đại biểu Quốc hội hỏi đến đâu thì ông ấy trả lời đến đấy và trả lời rất là chân thành. Không chỉ là vụ Thuận Phong mà khi ông ấy nói rằng là bên phía Bộ Khoa học Công nghệ là gửi từ tháng 4 rồi mà vẫn chưa trả lời cái việc này. Trước đó năm 2019 cũng gửi rồi nhưng bằng một cái tiểu xảo thôi. Đó, đành Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là đành phải trả lại theo đúng cái quy trình. Bởi vì cái biên bản đó, cái cách trả lời đó nó không thể nào dùng được làm chứng cứ được. Bởi vì nó đóng một cái dấu. Đóng đóng một cái dấu. Đấy, cho nên ấy, cái câu chuyện mà người ta luôn luôn dùng những cái tiểu xảo hay là dùng cái gì đấy để mà có một cách nào đó gọi là trì hoãn hay là một cách nào đó gọi là lấy thêm thời gian, thì ở đây cái vấn đề thời gian nó cực kỳ quan trọng. Trong trong cái câu trả lời hôm qua của ông Lê Minh Chí thì tôi thấy rằng ấn tượng hai thứ, hai câu. Tổng quan lại thì ông trả lời rất rõ ràng mạch lạc rồi. Và chỉ có người có tâm có tầm người ta mới trả lời như thế, bởi vì người ta đâu có cái gì để giấu đâu, cái gì là sự thật thì người ta cứ nói thôi, và cái gì mà đúng thì người ta cũng nói thôi, người ta cũng chia sẻ, người ta đâu có giấu cái gì, cho nên người ta không bao giờ người ta loanh quanh, người ta gọi là đôi co hay là người ta một cái gì đấy gọi rằng là biến đi. Các bác có để ý rằng cái anh chị nào mà trả lời Quốc hội ấy, mà cứ gọi rằng là trả lời loanh quanh đôi co là tôi nghĩ rằng là có vấn đề. Bởi vì rằng là họ lấy người đứng ở vị trí đó thì chắc chắn họ không phải là cái người dốt nát, hay là không phải là cái người mà kém trí thông minh. Tuy nhiên bằng bằng một cái gì đấy, hoặc là bằng một cái gì đấy nó không chí công vô tư, nó không gọi rằng là minh bạch rõ ràng. Chính vì vậy mà người ta đôi co từ chỗ này ra chỗ kia, nó rất là lạ, nó rất là lạ. Chứ nếu mà cứ đúng mà làm thì mọi việc nó nhanh nó gọn lắm. Chính vì vậy mà hôm qua ông Lê Minh Chí ông ấy có hai cái ý để mà muốn chia sẻ. Cái ý đầu tiên ấy, là cái ý mà ông ấy bảo rằng là rất là trăn trở, rất là đau xót. Và khi trả lời về cái số liệu về những cái vụ án thì ông ấy nói rằng là tôi cũng sắp nghỉ rồi, và nếu mà tôi không nghỉ nữa thì tôi còn phải nhận lỗi rất là nhiều. Đấy, đấy là cái mà ông ấy thừa nhận như vậy. Bởi vì làm án nó đâu có dễ đâu, các vụ án phải trả lại như thế nào đó. Nhưng ấy, có một câu nó rõ hơn. Thì ông nói như thế này là đấu tranh với tội phạm không phải cứ muốn là thắng được. Tôi nhắc lại một lần nữa, đấu tranh với tội phạm không phải cứ muốn là thắng. Ở trên video của kênh Trang Trang TV thì rất nhiều bình luận cho rằng là ông này phải cho vào lò, ông này phải đốt vào lò, nó rõ ràng như vậy rồi là phải đưa vào. Nhưng báo cáo với các bác rằng không đơn giản như thế. Nếu đơn giản như thế thì gọi rằng chúng ta đã hóa rồng lâu rồi. Và đơn giản như thế thì ngay có thể rằng là ông Hoàng này đúng là buổi sáng hôm nay đang làm video, buổi chiều ông có thể làm tỷ phú được. Đấy. Nó đơn giản như thế cơ mà.
Nhưng ý, mọi thứ nó đều cần phải có thời gian, nó cần phải có quy trình, nó cần có pháp luật, nó cần nọ kia. Và trong cái quá trình điều tra ra thì tất cả những cái chứng cứ nó rất là quan trọng. Và nếu như chúng ta làm việc mà không có chứng cứ, chúng ta không có rõ ràng, thì bản thân chúng ta cũng đang không thượng tôn pháp luật. Nghĩa là bản thân chúng ta cũng không thượng tôn pháp luật một tẹo nào cả. Đó là câu chuyện của tôi muốn nói chuyện như thế. Chính vì thế mà trong cái quá trình mà điều tra làm án thì cái chứng cứ nó cực kỳ quan trọng, từ cái việc tìm được cái chứng cứ, từ cái việc mà dùng cái chứng cứ đó để mà kết luận tội, rồi là tất cả mọi thứ. Nó không hề đơn giản, nó không hề dễ dàng. Và trong cái quá trình đó thì tội phạm, ở đây tôi nhấn mạnh tội phạm, họ cũng có những cái động thái tương tự để mà trốn đi, giấu đi tất cả mọi thứ. Vì vậy mà ông Lê Minh Chí ông ấy dùng cái từ nó rất là đau xót nhưng cũng đúng. Đó rằng là đấu tranh với tội phạm thì không phải là cứ muốn là thắng được. Các bác có thể nhìn thấy một cái bức ảnh chụp của ông Lê Minh Chí khi mà trả lời ở bên Quốc hội thì mới thấy rằng là cái vẻ mặt của ông đấy nó rất là trầm tư, nó rất là một cái gì đấy mà tôi không thể diễn tả được bằng lời. Cho nên ấy, có những cơn bão chính trường và khi có những người chuẩn bị nghỉ hưu thì tôi thấy rất là đau xót. Giá như mà ông Lê Minh Chí ông có thể làm thêm được khoảng 5 năm nữa, mấy năm nữa, hoặc rằng là có thể rằng là mình kỳ vọng rằng là những cái đội bên dưới của ông Lê Minh Chí có được một cái tâm với cái tầm kiểu như vậy để mà cứ đúng là làm thôi. Chứng cứ ra rõ ràng là phải làm thôi. Đấy. Và đúng cái quyền hạn là mình phải xử lý thôi. Không có trốn tránh, không có dây dưa, không có cái gì đấy nó khuất tất cả. Vì vậy tại sao cái vụ Thuận Phong nó lại kéo dài như thế, thì báo cáo với các bác rằng là tôi chia sẻ như thế này. Tội phạm khi mà làm thì nó có mấy cái động thái. Cái động thái thứ nhất là họ sẽ giấu cái chứng cứ đi. Cái động thái thứ hai là họ biến những cái nó gọi rằng là không thành có, hoặc là có thành không. Ví dụ như là ở vụ Thuận Phong chẳng hạn, thay vì cái việc mà thay vì cái việc là tất cả chứng cứ làm giả, tất cả rõ ràng rồi, thì họ viện dẫn vào một số cái quy định của pháp luật và cho rằng ép nó vào đấy. Nhưng ép vào nó rất vênh. Ví dụ như là từ cái việc mà thế nào là chất chính, thế nào là chất phụ, rồi rằng là dùng một cái email cho phép từ bên phía của Hoa Kỳ mà hoàn toàn không có căn cứ pháp luật để mà làm đó. Cho nên là chúng ta phải dùng cái pháp luật chúng ta đối chiếu. Và khi pháp luật đã đối chiếu và đã làm việc đó rồi thì bắt đầu là họ sẽ có những cái động thái cụ thể ở phía sau mà ta không thể biết được. Tuy nhiên ấy, ông Trần Hùng thì ông cũng có một cái chia sẻ rằng là họ dùng cái biện pháp là hối lộ ông đấy. Và con số nó không phải là ngay lập tức tại hiện trường là 70 triệu rồi thành 700 triệu và sau này nó thành 1-2 triệu đô la. Nhưng người ta từ chối cái việc đó và người ta vẫn quyết tâm ra làm. Thì không biết rằng là có nhiều người như ông Hùng không, nhưng ấy, chúng ta có thể thấy rất rõ ràng rằng là cái vụ Thuận Phong này nó có nhiều cái khuất tất, nó nhiều cái ẩn khúc, nó nhiều cái vấn đề. Từ cái việc ở bên phía bên bộ gọi là Bộ Khoa Công Nghệ thì họ một cái dây dưa gì đấy. Rồi sau đó là trong cái lúc mà chờ kết luận của Thủ tướng, nghĩa là chờ gọi là phải báo cáo Thủ tướng vào một ngày cụ thể, thì họ để viện dẫn một cái quy định khác của bên chính phủ để ra cái chỉ thị phạt hành chính. Và như vậy thì nó có một cái vênh gọi là mâu thuẫn ở trong này. Có nhiều thứ lắm khi mà tôi tìm hiểu cái hồ sơ để mà thấy rằng là họ bằng mọi giá để mà không đưa cái vụ này ra ánh sáng. Đến khi mà họ quyết định không khởi tố vụ án, không khởi tố vụ công an Đồng Nai, không khởi tố vụ án. Và sau này thì ông Hồ Văn Năm rồi là ông Huỳnh Tiến Mạnh rồi một thứ đều bị kỷ luật bằng sạch. Thì kể cả lãnh đạo của Đồng Nai cũng rất là nhiều người bị kỷ luật bằng sạch. Thì nó lại vướng ở bên trên nào đó. Người ta cũng quyết định người ta không khởi tố. Và ngay cả là đại biểu, ngay cả bà Chủ tịch Quốc hội, bà Kim Ngân ấy, khi mà ông Lê Thanh Vân ông ấy chất vấn cái việc này cho Quốc hội thì người ta lại gạt đi, người ta chặn lời. Thế thì có một cái điều gì đấy mà người dân người ta cũng có quyền đặt dấu hỏi, có quyền đặt nghi ngờ rằng là mọi thứ nó có đúng như thế hay không. Và tội phạm thì họ làm được cái điều gì, họ chống đối bằng cái kiểu gì. Thực ra tất cả các đại biểu hay tất cả mọi người ở đây đều biết cả, không ai không biết. Ngay cả tôi cũng biết, các bác xem kênh Trang Trang TV của tôi cũng biết. Nhưng nhiều khi người ta nói rằng là khi con voi có thể chui lọt cái lỗ kim thì nó rất là đau xót, nó rất là trắng trợn. Và như vậy nó sẽ làm suy giảm cái niềm tin của dân chúng. Ông Lê Minh Chí bằng cái lời của mình thì tôi thấy rất là tiếc. Và nó cũng có một cái gì đấy nó cảm thán này ông này. Bởi vì trước khi cơn bão đến thì
ánh nắng mặt trời bao giờ cũng sáng như thế này, và các bác có thể để ý rằng là mọi thứ nó đều tĩnh lặng. Các bãi biển mà cái ngày hôm qua thì các bác có thể thấy rằng là cực kỳ tĩnh lặng, và gió không, hầu như không có, sóng cũng không có. Thi thoảng nó có một vài cái ánh nắng len từ mây xuống, thì người dân người ta đều biết rằng là bằng cái kinh nghiệm của mình, bằng kinh nghiệm sống biển, bám biển của mình, đó là một cơn bão rồi. Không phải là chỉ cần chờ dự báo thời tiết đâu, ngàn đời nay người ta vẫn thế, nó thành cái quy luật. Thì ở đây cũng vậy, có những cái khoảng lặng trước đại hội mà tôi cảm thấy rằng là tôi rất tiếc cho anh Lê Minh Chí. Tôi thì tôi chưa gặp anh Lê Minh Chí lần nào, nhưng thông qua những cái việc anh ấy làm, đọc những cái bản cáo trạng thì nó rất là rõ ràng, nó rất là cụ thể, nó rất là logic. Và gần như là tội phạm khi mà ra tòa mà với cái bản cáo trạng đấy của ông Lê Minh Chí thì không cãi được. Ngay cả vụ Hồ Duy Hải cũng thế. Ông Lê Minh Chí ông ấy chưa bao giờ ông nói Hồ Duy Hải bị oan. Tuy nhiên cái việc thu thập bằng chứng, thu thập tất cả thì nó có vấn đề. Vậy thì ông phải kiến nghị để mà làm lại. Nó rất là sòng phẳng, nó rõ ràng, nó rất là công minh và không ngại va chạm với bất kỳ ai cả. Đó là cái việc mà ông thấy rằng là khi đã ngồi ở cái ghế viện trưởng, đó là cái việc mình phải làm. Và mình phải làm, gọi là cứ làm đến cùng. Thì các bác có thể so sánh với tất cả những cái lãnh đạo của chúng ta hiện tại, khi người ta ngồi một cái vị trí thì thậm chí rằng là đến khi anh ấy rời chức chúng ta không biết được rằng là anh ấy đang ngồi vị trí đó, và gạch những cái gạch đầu dòng thì toàn những cái lời tán dương nó chung chung, nhưng người dân thực sự không cảm nhận được rằng à đấy là người lãnh đạo cao nhất của thành phố chúng ta, là người lãnh đạo cao nhất của tỉnh thành chúng ta đó. Tôi thì có một cái chia sẻ với các bác thế này. Vào buổi sáng nay thì tôi đọc được một cái status của một người em mà tôi rất quý, mặc dù là cậu bé đấy sinh năm 1992 thôi, nhưng đặc biệt trí tuệ. Và có rất là nhiều những người trí tuệ cũng cùng với cả cũng cùng với bạn ấy đang làm. Thì bạn ấy chia sẻ như thế này, thực ra là vào hôm qua nhưng mà sáng nay tôi mới đọc được, thì tôi có thể đọc nguyên văn cho các bác để các bác có thể có một chút về khi ngồi làm việc thì như thế nào, và cuộc sống hạnh phúc của con người ta khi làm việc là như thế nào. Thì bạn Mai Xuân Sang, bạn chia sẻ: tự nhiên thấy mọi thứ đơn giản nhỉ, có ba việc này mà làm được thì không thành công thì cũng thành nhân. Một, chọn một việc mà mình yêu thích nhất, lý tưởng nhất chính là xuất phát từ trái tim, nghĩ đến nó là nhiệt huyết sôi trào, làm nó nếu chưa moi được từ tim thì không sao, cái gì làm bây giờ thì chọn nó một cách kiên định, học yêu lấy cái việc mình làm. Thứ hai là toàn tâm toàn ý với cái việc mình làm. Và thứ ba là mỗi ngày làm một tốt hơn. Một chút thôi, không cần nhiều, nhưng ngày nào cũng có phải có một cái gì đấy nó tốt hơn. Làm một cách tỉnh thức, lúc nào cũng cần tìm tòi để làm hiệu quả hơn. Không làm theo quán tính hay làm theo thói quen, mà làm trong cái sự say mê khám phá, vân vân, nhiều lắm. Bài viết khá dài, rất trí tuệ, rất logic. Tuy nhiên là tôi tóm gọn cho các bác để thấy rằng là vừa là tôi, khi tôi đã làm một kênh YouTube, trang TV này bằng một cái rất là tình cờ, bởi vì tôi chỉ là một cái kẻ nhỏ bé, thậm chí rằng là một cái kẻ thất bại, rất nhiều lần thất bại, rất nhiều lần phá sản. Nhưng khi tôi làm cái kênh này thì tôi toàn tâm toàn ý vào nó, và tôi làm một cách say mê nhiệt huyết và cố gắng là tôi làm đến cùng. Đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bác. Và tôi hy vọng rằng là các bác lãnh đạo khi ở phía bên trên ấy, thì các bác nhận thức được rằng là cái vị trí ngồi của các bác như thế nào, và phải làm một cách từ trái tim, và làm một cách toàn tâm toàn ý, và làm một cách kiên định làm đến cùng. Đấy là cũng là tôi muốn chia sẻ với cả anh Trung Ngọc Anh và với nhiều anh khác ở trong đợt tới này. Bởi vì ấy, đánh giá hiệu quả của các anh đó là người dân đánh giá trong thời điểm này, và lịch sử sẽ đánh giá anh trong cả một giai đoạn, cả một quá trình. Anh không thể nào tránh được cái việc đó. Những cái bài lịch sử công minh của tôi thì nó rất là nhiều rồi, và tôi chưa phải gỡ đi một cái bài nào cả. Đó. Thì các bác thấy được rằng là khi mà người dân đánh giá thì nó đều đúng cả. Cho nên người ta mới có câu rằng là trăm năm thì bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng thì vẫn còn trơ trơ. Có thể dựng tượng, có thể đặt tên đường, có thể là nọ kia, nhưng đến một cái giai đoạn nào đó người ta sẽ nhìn rất là rõ ràng anh là một kẻ tội đồ của dân tộc, chứ không phải anh là một cái người đứng ở vị trí rất là cao, rất là chủ chốt và nhận được cái sự trọng vọng của mọi người đâu. Đó, đấy là anh đang tự ảo tưởng về chính mình, ảo tưởng bởi những người xung quanh mình. Đó thôi. Tôi rất cảm ơn các bác đã theo dõi kênh Trang Trang TV, và hẹn gặp lại các bác ở trong những cái video clip tiếp theo.